Chào cả nhà. Hôm nay Hằng sẽ nấu cái món xương chết. Xương hầm mà. Mẹ ơi, cái gì? Mẹ ơi, quay con cái này kìa. Cái này mà bơ. Cái gì? Cái gì chào cả nhà cái gì? Nhà đi về. Mà xe đó ai mua? Bác mua. Bác mua cho ai? Bác mua thì nghe nè. Cái này bác cây quay. Thì biết rồi, nhưng mà xe đó là bác mua cho ai? Bác gì? Bác gì mua cho con? Mà bác nào mua cho con? Bác tên gì? Bóng đổ nông nông á. Đúng bác... không? Gì? Cái này có quay. Cái này có quay. Thì bữa nay mua xương hầm với cái dưa củ cải này nè cả nhà. Hầm xương hầm củ cải này ngon lắm á. Mẹ ơi. Nữa. Cái này củ rằng như này mẹ ở đeo. Gãy xe của anh. Cái gì vậy? Cái đó cái đồ sạc pin nó thôi Nguyên, đừng có phá nữa, Nguyên đem đi trả cho anh đi. Cô quậy tôi rồi. Cái con gì? Của anh đó, bác mua cho anh. Thôi, cái này cũng nóng á. Thì nóng rồi, đem dẹp đi. Đi cho anh sạc pin đi, đem vô cho anh sạc pin đi. Cái này có món đỡ đi. Xe này của ai? Cái này bác mua. Bác mua cho ai? Bác mua cho áo. Mua cho ai? Mua này đi kia. Mua cho anh. Ủa, cái này mua. Bán này kia coi. Mệt quá à. Cái này bấm vô đổ ra. Bấm vô chỗ xe hả? Cho nó chạy á hả? Chạy. Cái đi ngang đây nè, cái thằng mua xương. Xương với thấy như cải chua ngon mua luôn. Quay con đúng không? Quay nữa. Trời ơi, sao mà ấy dựng xe lên đàng hoàng, hư xe. Mẹ ơi, đi lấy điều khiển quay, điều khiển đi. Mẹ ơi quay, mẹ ơi đi, mẹ. Ngồi xuống đây chi? Ngồi xuống con đi. Ngồi xuống quay Nguyên ha. Rồi ngồi xuống nè, Nguyên đi đi. Nguyên đi đi, mẹ ngồi xuống. Ngồi xuống đây quay Nguyên hả? Cái này mua bắp mua. Cái này móc rổ cho mẫu. Mẫu bán mua chi này. Ủa, con bắp gì nữa? Ủa, bóng đe nữa. Xe này là xe gì? Xe này bác mua. Mà biết là bác mua rồi mà xe điều khiển hay xe gì? Xe điều khiển. Xe điều khiển rồi, cái điều khiển đâu? Không, cái này đi rồi. Cái này có gì? Thôi đừng có rút ra, hồi anh la. Hết pin rồi, đem đi sạc pin đi. Đi cho anh Tư sạc pin đi. Mẹ quay đi mẹ. Cái này đi. Quay nè. Mẹ ơi, mẹ ốc, cái ốc á. Đây là hả con khô cá mặn của Hằng nha. Hằng phơi nè cả nhà, phơi hôm qua được một ngày, hôm nay một ngày, đó là hai ngày rồi nè. Ít bữa nữa Hằng sẽ có khô giao nha. Hằng làm hai con cá này là đầu tiên, xong rồi còn mấy con cá kia nữa cả nhà ơi. Rùi nó không bu lại luôn á nha, chắc nó do nó mặn quá sao. Hằng làm mặn quá đi cho nên nó con rùi nó không dám bu luôn. Hai con, tại Hằng thử làm thử nghiệm trước là hai con thôi cho nên cá nó cứng. Rồi, cái này chắc nó ăn muối mặn dữ lắm, mặn rồi nè. Cho ít muối với bột ngọt vô rồi. Bây giờ củ dưa cải chua nè. Dưa cải chua này ngon ghê, không có lá luôn á. Người ta bán này ngon ghê. Đó, vô luôn. Này dưa cải này thì mình cho hơi mềm mềm chút ngon. Cho thấm, rồi đổ vô luôn. Cái này dưa cải chua hầm xương. Món này ngon, hầm cái nước chua dễ ăn. Hai món đều là thịt cả nhà ơi. Ngày hôm nay là ngày thịt luôn. Chiên ăn với hầm. Hầm với cải. Chiên. Tụi nhỏ ăn thịt chiên á. Hầm với tốt là giờ chiên. Chiên ăn với thịt hầm. Nay sáng giờ Hằng chưa có đi chợ nữa, thì bữa nay là làm bữa ăn trước cho tụi nhỏ rồi đi chợ sao cả nhà.
rồi cả nhà ơi. Thịt mình gắp ra chi tiết. Thịt này thì dùng nước tương đi. Nước tương thì nó mềm hơn nước mắm. Nước mắm thì tương cho thịt nó cứng hơn. Tiếp tục canh hầm. Canh hầm đã xong. Chờ tụi nhỏ về là ăn cơm thôi. Ta chở gạo lại. Thịt cũng đã xong. Thịt chiên. Thêm nước tương. Thịt chiên ngon ghê. Vậy là bữa nay cả nhà. Nhà cô Hằng ăn hai món này nha. Cơm cả nhà ơi. Nay mời cả nhà ăn cơm nha. Thịt chiên. Thịt chiên ăn với canh. Ồ thịt chiên cái quên. Thịt chiên. Ơi ngồi xuống đây ăn nè, đằng mẹ quay nè. Ngồi xuống đây ăn nè, mẹ quay nè. Thịt chiên với thịt hầm. Này à, hai món đơn giản. Nè mẹ thịt ăn với thịt hầm. Hôm nay bé Bình đó, nó đi các bạn đi học chi về. Bữa nay ủa nay con thi cái gì Bi? À thi thì bởi vì về sớm. Chút xíu nó Bi với mẹ đi chợ đi. Chúng nó con đi đâu? Học bài hả? Bài chỉ nhà học bài ai biết? Con đụng rõ. Con bữa ăn thịt chiên nè, Nguyễn. Ăn xuống là thịt chiên nè Nguyễn. Lên. Ok. Thịt chiên vừa ăn vừa ngon. Nè. Nè. Thịt ngon. Trong mỗi ngày nhá. Còn năm ngày phải giảm thịt nhiều quá ha. Quá.
mời làm cái đối cá khô. Mấy ngày không ăn cá kho khô khác. Bao nhiêu cuộc điện thoại ra nó đều nói là của bác. Của bác điện mà. Của em, của mẹ. Anh cô đi. Của bà nội. Của bà nữa. Chứ gì của bà. Có gì vậy? Chỗ này ở chỗ. Chỗ này ở bi. Chỗ này ở của bà. Chỗ này mẹ ở mẹ. Bữa nay hàng nóng khô đi nhiều. Cái ngày của chú. Cái ngày của khô đi mẹ. Cái ngày của bà. Nếu mà bữa nay mà khô cái dưới khô đó, là sẽ gửi đi đi Mỹ. Với biết nó khô bye. Bye. Rồi không được nắng hơn cả nhà. Nắng là thằng có khô gửi à. Thịt nó dày quá. Khô cái dưới có hàng làm sao thịt nó dày cái gì nè. Dày nhìn ngon lắm. Thôi ra nhắm vợ rồi. Ngon không? Vì cái thịt quá trời thịt vậy. Nguyên á. Thịt gì? Ngon con? Hả? Nhìn nè, hôm qua tới giờ Hằng phơi được 2 ngày rồi. Không một con ruồi mà lại đậu luôn. Đó, ngon ghê luôn á. Hằng này Hằng phơi nha, tự Hằng phơi nha. Mà chưa được cả nhà ơi. Khi nào được Hằng mới gửi nha. Nhưng mà này chắc Hằng nghĩ mặn dữ lắm à. Bởi vì ruồi gì nó cũng bu, nó không có, nó thơm lắm, nó không bị hôi. Nó có hôi, không hôi luôn á. Ông cây trên cá lạc này thì nó 5 kg 7
Hình như là nó 5 ký 7 á, 5 ký 7 á, giờ Hằng cũng làm, Hằng cũng ướp chiên, thì bác hay thích ăn chiên thì Hằng làm vậy nè, rồi khước ra ướp xả với nghệ y, thì gửi lên múc chung không gửi lên cho bác để dành để trong tủ lạnh để dành ăn á. Con cá này cả nhà, quá trời luôn, con cá này là không còn xương luôn á, thịt cơ mà, ngon lắm. Cái này nó to quá, chắc Hằng gửi tươi lên khúc để cho bác làm sầu lăng ha, bác làm gì làm. Còn khúc thì Hằng ướp, như bữa hôm nghe nói là bác nói cái này chắc sầu lăng ngon lắm á. Thì Hằng mua được con cá bự này, chắc Hằng chưa làm một khúc như vậy. Thì để cho bác, để lên chẳng bác làm cái gì, làm sầu lăng cái gì đó, ướp cho bác một khúc thôi. Trời ơi, nó có trứng luôn. Thì chừa khúc giữa này lại đi, để cho bác sầu lăng đi. Hàng chung khúc này lại để rửa sạch cái đoạn, để vô thùng đá đó. Còn muối em chở anh đi dành cho bác làm cái gì ăn làm. Khúc này là không còn xương nữa, để mà cái lạc nó bự vậy là không còn xương, ngon ghê. Tính ra một cái ấy của nó nha, một cái này của nó là tấc mấy nè, ủa 2 tấc mấy, có 3 tấc, nguyên dòng nó có 3 tấc, hơn 3. Còn này thì mình sẽ khô, khúc khúc gì là mình chiên. Cá này nó to, cá này ăn chín đá nè, chín đá luôn. Có trứng nữa nè, mình sẽ lấy trứng ra, mình lấy trứng ra để vô bịch, để vô đây nè, đem về cho anh và bác làm gian nè. Coi mẹ làm cá nè, ít bột ngọt với ít nước mắm đấy nha. Thì Hằng để ít ngọt, ít mắm với ít ớt đi hả, ớt gì mẹ? Ừ, mẹ ướp nè, mẹ ướp cái này cho bà bá. Bà ba, bà bá, bá. Ừ, cái này là bột nghệ nha. Này chúng nó Hằng sẽ ướp như này hồi nữa mình nó canh sắp tội ớt để vô. Xả, rồi ớt xả để vô nha. Còn giờ thì Hằng sẽ để cá vô Hằng nấu trước, tại giờ không có thời gian. Bây giờ Hằng làm này trước đi, rồi Hằng mình sắc xả để vô sau. Hằng còn mất đi qua bên kia gửi đồ nữa, cho nên cái Hằng làm cái này trước nè, để lúc mà Hằng đi thì nhà tụi nhỏ đóng thùng đi cho kịp. Mẹ có cá ngon gì ấy mà mẹ của anh Phúc muốn ăn thì cứ gửi lên đi. Thì hôm qua bác nói muốn ăn, tại hôm Hằng có gửi lên cho bác lần rồi, bác ăn bác thích, ngày nay Hằng gửi lên tiếp. Đó. Cái này là mình không có muối đường nha cả nhà, thì mình chỉ có cho bột ngọt với muối thôi, với miếng nước mắm với bột nghệ. Bột nghệ này vàng ngon ghê, với cái nguyên nó quậy trời ơi luôn. Cái con này thì chùa Hằng mua tới 5 ký mấy là nó to dữ lắm. Cái con này nào bộ hổng Hằng có muối thì nè, bác ăn bác khen mới ngon, ngon ghê, bự lắm. Con cá này nè, tại hồi nãy Hằng chưa một khúc lại rồi đó, chứ Hằng mà không chưa một khúc lại nữa hả là nó to lắm. Thì Hằng thấy to quá thì thôi chừa lại cho bác một khúc, để hôm bác cũng có nói cái này chắc sầu lăng gì đó, thì chừa lại một khúc rồi gửi tươi đi cho bác sầu lăng ăn.
Cái này xào lăng cũng ngon. Ơi, nó bự là nó không có xương, nó nhỏ nhỏ nó mới xương nhiều. Còn nó bự như vậy rồi không có xương nhiều. Mấy người lớn tuổi vẫn ăn được luôn. Thì hổm là ai có nhận hàng cái con cá lạc để mà muối đặng gửi đi Mỹ hay đi đâu á thì dùm ấy lại dùm cho Hằng nha. Dùm mà gọi về cho Hằng á, đặng ấy đặng Hằng làm. Hằng quên rồi, không nhớ ai luôn á. Nhưng mà Hằng nhớ có ai là Hằng nói với Hằng là làm con cá lạc này phơi khô rồi gửi qua bển. Mà giờ Hằng quên rồi, không nhớ. Cái này chắc Hằng làm cũng cỡ 1-3 ký mấy, 2 ký từ 3 ký mấy. Còn trường khúc cỡ 2 ký á. Giữa 2 ký nó thịt á. Vừa lại. Con này nó mỡ lắm, nó bự rồi nó mỡ nó mập á, cũng quay à. Đó vậy á, chút xíu cái. Mẹ thì bên kia mẹ sắc xả giùm cho Hằng. Hằng còn thùng đồ đó Hằng chuẩn bị đi rồi đó. Đang chuẩn bị đi cả nhà ơi. Cho nên Hằng mượn mẹ giùm làm giùm cho Hằng. Mẹ để vô đây. Ướp. Hằng ướp này cho gọi đi rồi. Trời đất coi ông kẻ ơi kìa. Thôi, cái anh này anh quậy một cái á nha. Chết rồi, bà nào chửi kìa. Đó. Cá đù thì Hằng cho ít bột ngọt nha. Ít bột ngọt, ít muối thôi. Cá đù thì mình không có ướp nước mắm nha. Có cái cá lạc thì mình ướp nước mắm, còn cá đù thì mình không ướp nước mắm nha. Cá đù này thì Hằng ngọt với muối, với sả. Giờ là xong rồi, Hằng có ướp nghệ. Tại vì cá đồ thì mình cũng cần ướp nghệ đâu. Nhưng cá này thì mình phải cần ướp nghệ nè. Cái này là mình chỉ muối vậy thôi. Bốn con cá này mà được 1 ký chín á. Quá trời nó bự. Bự cái nhà nó bự hơn cái thau luôn rồi nè. Nó dư ra luôn á. Giờ Hằng ướp, Hằng để đây cho mẹ sắc xả đi vô. Cái độ bự dữ nè. Bốn con 1 ký chín. Trời. Nó thòn rồi. Nó bự hơn cái thau luôn. Bữa nay thấy ngon nè, gửi luôn á, gửi chung luôn. Để cho bác luôn. Dạ. Bác thích ăn mấy cái chiên không à, bữa em có nghe chị Thảo nói. Bữa nay cá lạc với hàng muối, xả, ớt, sa tế hả? Không, không có sa tế. Xích nước hả? Nghệ hả? Không, bột nghệ không, với nước mắm. Mình ướp ăn cơm mà. Ướp ăn cơm thì nó đơn giản thôi. Cá lạc bự dữ á. 5 ký đó. Cá lạc thì ngon rồi. Anh em còn trường khúc lại cho bác đặng lên chợ bắt xào lăng nữa kìa, không phải bao nhiêu đây đâu. Oh. Em chịu cỡ 2 ký nữa đó. Chịu tươi hả? Ừ, chịu tươi á. Chịu tươi để bác lấy xem cái này. Chịu bác lấy chắc xào lăng ngon. Giờ chút xíu nữa anh hút kêu cái nhỏ không cho em đi ra. Giờ anh hút anh kêu gửi cho. Rồi hút cái cống này luôn. Dạ. Mình ép lại thôi. Mình ép lại thôi. Cái này có nước nước mà mình hút không được. Mình ép vô bịch mà anh vô bịch miếng 2 miếng. Để ăn lần miếng nhỏ miếng lớn. Dạ. Cá đồ luôn. Cá đồ cũng vậy. Thùng này là mấy ký nè? 2, 4, 7 ký đúng không? Thùng này 7 ký nè. Giá này. Thùng kia của anh là 7 ký, thùng này thì 3 ký mực. 3 ký tôm khô là 6 ký. 2 ký khô sạch là 8 ký. Với 2 ký rau khoai là 10 ký. Mở đóng thùng đi con. Mực dài ghê á. Mực này, mực 1,2 triệu này nó dài bằng cái thùng luôn. Lấy nắp này lại. Lại đi đồ này cho mẹ quên phúc. Đây thì chỉ làm này Hằng giao cho mẹ quên phúc. Còn cái này thì giao cho anh Nguyễn Nguyễn ở Na Uy. Nhưng mà phải lên Sài Gòn cho
đây về vòng vòng quan sát được chứ. Vô kì kì. Đợi xe, đợi xe. Đợi xe cả nhà ơi. Anh ở trên cầu như nó câu cá kìa anh. Kìa. Yeah. Trên cầu câu cá kìa. Giờ anh tắm hết coi hết ham câu cá. Ở đó ham gì lắm ham. Cả nhà nha, cả nhà cho biết sao.